Alo ạ, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại buổi chia sẻ về đào tạo trực tuyến cùng với Finasat. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng với anh chị và các bạn chia sẻ về phần 2 của cái chủ đề mà chúng ta cùng tìm hiểu trong tuần vừa rồi, đó là chủ đề về hỗ trợ và kháng cự. Thì ở chủ đề ngày hôm nay thì ở nội dung tuần vừa rồi thì chúng ta đã đi qua những cái vấn đề về hỗ trợ và kháng cự là gì, những cái cách nào để mà chúng ta xác định được cái hỗ trợ và những cái vùng hỗ trợ và vùng kháng cự, và cái thứ ba là chúng ta sử dụng để quản trị rủi ro như thế nào. Thì đó là những cái nội dung chính mà mình đã chia sẻ trong tuần vừa rồi đến các anh chị và các bạn. Rồi thứ hai thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của buổi hôm nay, thì chúng ta sẽ về một đó là chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà mình sử dụng thường hay sử dụng hỗ trợ kháng cự, mà mình có một số cái lưu ý cho anh chị và bạn để mà sử dụng nó một cách hiệu quả hơn và tối ưu hơn. Rồi thì đó là chủ đề trọng tâm của ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đi vào những cái điểm nào mà chúng ta sẽ chú ý ở hỗ trợ và kháng cự này. Đầu tiên thì chúng ta đã nói về các cách thức mà xác định hỗ trợ và kháng cự rồi, đó là dòm, nói đỉnh, nói đáy, các chỉ báo, tạo gáp, xu hướng, vân vân, mốc tâm lý. Thì câu hỏi được đặt ra là sẽ ưu tiên sử dụng cái nào trước. Thì ở đây thì mình có đưa ra cái thứ tự mà bản thân mình ưu tiên sử dụng, và mình đánh giá này dựa trên cái tiêu chí đó là cái gọi là mức độ mà phản ánh và cái độ chính xác khi mà mình sử dụng trong thực chiến trong trong thời gian rất là dài trên thị trường á. Thì mình có đúc kết lại là những cái cách nào mà nó phù hợp, và mình cũng đưa ra những cái luận điểm là ưu cái nào nên ưu tiên nhất. Thì đầu tiên á thì mình đi cái đầu tiên và phổ biến và rộng rãi nhất là những cái vùng đỉnh và những cái vùng đáy, vì đây là những cái vùng mà nó mang tính chất là nó cố định và nó phản ánh gọi là nhìn một cách trực quan hơn. Ví dụ như là tạo nhiều lần tạo đáy, nhiều lần tạo đỉnh thì nó dễ dàng sử dụng nè, và nó gọi là nhiều nhiều nhà đầu tư gọi là sử dụng nhiều rộng rãi, và nó mang tính chất cố định, cho nên những cái vùng hỗ trợ kháng cự nó được tạo thành các đỉnh và các đáy thì nó có cái độ gọi là độ chính xác nó cao hơn, cho nên là mình ưu tiên sử dụng cái này trước. Trong trường hợp không kẻ được các đỉnh các đáy trong những cái vùng biến động phù hợp thì mình mới sử dụng cái chỉ báo tiếp theo là MA hoặc là Bollinger Band, thì cái đó đường trung bình á, để mà xác định cái hỗ trợ và kháng cự. Thì đó là hai cái nhóm chỉ báo đầu tiên. Rồi thứ ba thì ngoài ra thì gáp á, thì do là nó không phải lúc nào cũng có gáp, cho nên là cái mức độ mình sử dụng nó ít hơn. Và đường xu hướng á, thì do tùy thuộc vào cái cách vẽ của từng nhà đầu tư, cái Fibo này thì cũng không nhiều nhà đầu tư biết sử dụng, cũng khối lượng nhà đầu tư sử dụng cũng tương đối là ít đó. Và cuối cùng là cái mốc tâm lý này thì nó cũng mang tính chất tâm lý, và nó ra thì nó đâu đó nó chỉ phản ánh một hai phiên thôi, nó không có tính chất lâu dài, cho nên là tổng kết lại thì mình ưu tiên là mình sử dụng cái này trước, và cái đường này thì trong trường hợp không sử dụng được này thì mình sử dụng cái này, còn những cái trường hợp này thì mình sẽ ở mức độ gọi ưu tiên ship ở phía sau hơn đó. Thì đó là cái đầu tiên mà mình lưu ý khi mà có thể sử dụng, thì mọi tùy anh chị và các bạn có thể sử dụng cái nào cũng được, tuy nhiên với quan điểm cá nhân của mình là nên sử dụng như thế này, ưu tiên như thế này thì nó sẽ hiệu quả hơn, và nó mang lại cái hiệu quả cao hơn cho mình. Thì đó là thứ nhất. Rồi cái thứ hai thì đây là một cái sai lầm mà phổ biến của nhà đầu tư, thì á là trong những cái nhà đầu tư á, thường á, thì họ sẽ dùng cái hỗ trợ kháng cự, họ vẽ một cái đường thẳng ngang như thế này nè. Thì đa phần là vì vẽ kẻ đường thẳng này á, thì đôi khi mình cũng dùng cái đường thẳng mình vẽ ngang, tuy nhiên á, là mọi người phải hiểu á, là cái việc dùng đường thẳng á, thì nó nhanh, kẻ nó nhanh hơn, tuy nhiên mình phải hiểu là đây là một cái vùng, ví dụ như ở đây hỗ trợ kháng cự như thế này là một vùng, mọi người lưu ý là một vùng chứ không phải là một cái đường thẳng, mọi người có thể thấy ha, không phải lúc nào nó chạm kháng cự là nó đúng ngay cái điểm đó mà nó quay đầu, ví dụ như đoạn này nè có vượt lên rồi nó mới test lại nè, đoạn này có những cái đoạn giằng co nè, giằng co nè, giằng co nè, thì đó là những cái vùng mà có sự phản kháng tâm lý, cho nên là cái việc là giá tăng giảm trong những cái vùng đó là chuyện bình thường.
Đó, cho nên là một khi mọi người kẻ có dùng đường thẳng thì mình nên nghĩ, xác định là à đó là một cái vùng chứ không phải là một chỉ một cái đường kẻ thôi, thì để mà hạn chế cái việc là à xác định đúng ngay cái điểm ví dụ như là 28.2 là cản cuối cùng thì để lên mới vượt 28.3 thì người bán thì nó lại tức là mới vượt gọi là mua break cho mới vượt lên 28.3 thì cái mọi người mua theo trong cuối phiên nó lại giảm lại, cũng như là ví dụ như là 20 hỗ trợ là 20 ví dụ 20 chẳng hạn chạm xuống cái 10 19.5 thì mọi người lại 19.9 thì mọi người lại quay qua cắt lỗ đó. Thì đó là những cái mà khái niệm để mọi người đầu tiên mình xác định được đó là cái vùng, cho nên đó là mình biết được à trong quanh vùng đó nó sẽ có những phản ứng để mình tránh được cái việc là một là trong trường hợp đây mua lên đi tránh cái việc là mua break giả nè, hỗ trợ thì tránh là bán ngay tại đáy nè, thì đó là hai cái mà điều mà mọi người lưu ý để mà tránh hai cái tình huống nó xảy ra. Và mình cũng nhắc lại cái cách mà để mà cắt lỗ mà tối ưu á thì mình cũng chia sẻ ở video lần trước rồi ha, trong cái vùng hỗ trợ này mình chọn cái điểm thấp nhất rồi mình trừ hao nó đâu đó là khoảng 0.5 đến 1% thì đặt cái hồ đường cắt lỗ dưới đây, thì khi mà tới đây thì nó sẽ cắt lỗ thì nó đã trừ hao ra những cái vùng biến động của hỗ trợ rồi, cho nên là cách mà mình thấy đặt điểm cắt lỗ tối ưu nó là cách này, thì mọi người có thể tham khảo và sử dụng cái này. Rồi cái vùng kháng cự thì thật ra kháng cự thì trong một cái xu hướng tăng đó thì kháng cự nó có thể nó sẽ phản ứng, những kháng cự mạnh thì nó phản ứng mạnh thôi, những cái kháng cự yếu á thì nó chỉ chạm nhẹ rồi nó chỉnh nhẹ rồi nó lại tăng tiếp, cho nên là mình có thể từ từ mà thanh chốt cũng được, không có áp lực là phải phải chốt liền và bán hết ngay ngay cái vùng kháng cự. Thì đa phần những cái nhà đầu tư mà bị mất vị thế là do gặp kháng cự là bán hết và làm mất vị thế, thì đó là cái điều mà mình chú ý khi mà giao dịch. Rồi cái thứ ba đó là nó có tính chất gọi là đổi vai trò cho nha, đó là khi mà phá vỡ thì hỗ trợ nó sẽ thành hỗ kháng cự và ngược lại, thì mình minh họa cụ thể cho người là cái đây là một cái ví dụ minh họa cụ thể ha, đây là mọi người có thể thấy ha, nếu mà chúng ta che một phần biểu đồ bên đây lại che lại phần đây đó thì mọi người có thể thấy là à vùng này là những cái vùng kháng cự này, những cái vùng đỉnh là nó đã tạo nó phản ứng nó chỉnh lại gọi là vùng kháng cự nè, khi mà nó vượt cái vùng vượt hẳn lên vùng này thì đây đã trở thành cái vùng hỗ trợ và tạo những cái điểm đảo chiều và tăng lên đó, và tính chất là chuyển đổi vai trò với nhau. Thì nguyên nhân hình thành cái vấn đề là à chỉ được vừa điểm vượt này nè, rất nhiều nhà đầu tư đã không mua kịp ở cái điểm này và họ cảm thấy là à nếu mà lần trước họ không mua kịp ở vùng này thì họ ở lần nhất tiếp theo là họ quyết tâm là họ phải mua được, họ chờ là test lại và họ mua, đó là đây là tạo nên một cái vùng hỗ trợ và đây là thường là một cái điểm mua mà mình khá là yêu thích, khi mà nó đã có xu hướng và có nhịp rũ rồi thì điểm mua này là một điểm mua mà mình đánh giá là nó khá là an toàn và một trong điểm mua yêu thích của mình, thì mọi người có thể chú ý. Rồi thì đây là trạng thái là do tiếc nuối là không mua được thì mình ở nhịp chỉnh tiếp theo là mình mua đó. Rồi thứ hai là tiếp theo là nó khi mà thủng hỗ trợ này, khi tương tự như thế mình che một cái vùng bên đây thì đây là những vùng hỗ trợ tạo đáy nó bật lên đó, và khi nó đã thủng cái hỗ trợ rồi thì nó tạo thành kháng cự và lên đây nó chạm lên kháng cự nó lại quay trở xuống, thì nguyên nhân giải thích nguyên nhân cho hiện tượng này đó là khi mà nhà đầu tư á thường họ thấy à đây vùng này thấp rồi vùng này thấp rồi họ sẽ mua ngay đây đó, và khi mùa mua xong vừa mua xong nó thủng nền thì có thể là cổ phiếu chưa về hoặc là có thể là nó thủng giảm giá nhanh quá nhà đầu tư chưa kịp bán, thì với những tình huống chưa kịp bán là họ gọi là những cái gọi là sai lầm, những cái sai lầm của trước đó họ không nói được thì họ chờ lên họ gọi là chờ chờ khi mà họ hòa vốn hoặc là bớt lỗ thì họ sẽ bán ra, họ thoát vị thế và tạo những cái áp lực quanh cái vùng này, được bán quanh vùng này và tạo được bán vùng này sẽ tạo thành những cái kháng cự, và nếu trong tình huống đó xảy ra là khi mà anh chị với bạn mua mà cổ phiếu nó thủng nền mà mình không bán kịp đoạn này mà đã đi quá xa rồi thì có thể cân nhắc chờ những cái nhịp hồi và mò test lại vùng này để mà mình thoát vị thế, để mà giảm giảm thứ nhất là giảm lỗ và thứ hai là mình
mà gọi là mình kiểm soát rủi ro thôi, giảm lỗ, kiểm soát rủi ro cho cái danh mục của mình. Thì đó là cái chú ý lớn thứ ba khi mà sử dụng hỗ trợ và kháng cự. Rồi cái hỗ trợ và kháng cự thứ tư đó là sử dụng hỗ trợ và nhiều đỉnh và nhiều đáy. Thì á, cái hỗ trợ nhiều đỉnh và nhiều đáy nó sẽ tỷ lệ thuận. Đầu tiên á, là mình nên ưu tiên mình vẽ thì nó càng nhiều đỉnh nè, càng nhiều đáy thì nó gọi là đem lại cái hiệu quả tối ưu nhất, nó phản ứng mạnh nhất. Còn cái việc là những cái điểm cực hạn, ví dụ như là những cái điểm đỉnh hay là những cái điểm đáy lịch sử vân vân, thì đó là những cái điểm mà nó thể hiện cái sự hưng phấn cực độ hoặc là cái trạng thái hoảng loạn, thì thường thì nó là những cái hoạt động ứng thái quá rồi, cho nên là ở những điểm đó mọi người xác định nó mang tính chất là để mua mới hoặc để sử dụng hỗ trợ theo những chức năng là mua mới hay là để cắt lỗ mua bán gì đó, thì nó chưa có hợp lý lắm. Đó, và nó không có nó vẫn hợp hiệu quả nhưng nó sẽ không có hiệu quả bằng cái nhiều đỉnh và nhiều đáy còn lại, và nó tỷ lệ thuận với cái nó thời gian và những cái số lần phản ứng của kháng cự và hỗ trợ đó. Thì để ví dụ cho tình huống cụ thể này thì chúng ta nếu anh chị và các bạn có theo dõi mình một thời gian lâu á, thì con sẽ thấy được là cái view của mình về thị trường á, ở đây thì chúng ta sẽ cùng quay lại ha, về cái giai đoạn là mình có nói về cái giai đoạn khi thị trường quanh quanh vùng 1380 đó. Nếu anh chị và các bạn theo dõi mình trong thời gian lâu á, thì mình có nói về cái vùng 1380 này là một vùng cản mạnh, và mình khám giá cái vùng này chỉ phản ứng một lần và không có nhiều, tức là nó mang tính chất là những cái điểm cực hạn nên mình sẽ không có quan tâm cái vùng này, gọi là mình đánh giá cái vùng này gọi là có phản ứng nhưng mà rất là nhẹ cho nên mình không quan tâm nhiều lắm. Mình quan tâm những cái vùng 1380 này đó, và mọi người có thể thấy 1380 nó đã phản ứng rất nhiều lần ở quanh vùng này đó, và mình đưa ra cái nhận định là nếu vượt được cái vùng này thì thị trường sẽ vượt vượt vùng này rất dễ dàng và duy trì tăng. Thì thực tế thì mọi người có thể, nếu mà theo cái video này mình có nhận định là đoạn này thì có nhận định về cái việc là sẽ đi ngang và vượt vượt 1380, thì cái nhận định của mình nó độ chính xác của mình nó khá là cao trong giai đoạn đó, và sau khi vượt nè nó đã cho test lại một lần và nó đi luôn tới bây giờ đó, và thị trường đã vào một cái trend tăng tới tới bây giờ luôn đó. Cái vùng vùng gọi là nếu mà mọi người chỉ quan tâm cái điểm cực hạn này thì chờ vượt hẳn cái điểm cực hạn này thì giá cổ phiếu nó đã tăng rất là nhiều lần rồi nó, và đã không còn cái điểm mua tốt nữa nó, cho nên cách tối ưu nhất là trong cái ví dụ thực tế này luôn, và nó có rất nhiều ví dụ trên trên thị trường đó, thì mọi người xem những cái lần phản ứng mạnh hãy chọn những cái vùng đó, khi mà phá vỡ những vùng đó thì mình sẽ thiết lập vị thế luôn chứ không có đợi là vượt hết những cái điểm cao nhất hoặc điểm thấp nhất đó. Thì lúc đó thì nó là những cái phản ứng cái độ chính xác của nó sẽ không cao bằng, và nó một là nó không phản ứng, hai là nó phản ứng mà cái độ nhiễu nó cao hơn. Thì đó là những cái là cái lưu ý thứ ba mà lưu ý tiếp theo mà mình muốn chia sẻ anh chị và các bạn về cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự. Và cuối cùng thì đó là sử dụng hỗ trợ và kháng cự nó phù hợp với cái xu hướng. Thì ở đây đầu tiên thì nó xu hướng á, thì nó có ba trị, một là xu hướng gọi là xu hướng tăng, xu hướng đi ngang và xu hướng gọi là giảm. Thì quan điểm của mình á, là xa quay, cái vùng xa quay thì mình cũng chia sẻ video về các đường trung bình đỏ, là mình đã chia sẻ về cách mà né xa quay rồi ha. Vùng xa quay thì mình sẽ không tham gia dịch đó. Còn những cái vùng này đó, ví dụ như trong một cái xu hướng tăng thì mình sẽ cần những cái vùng, cái mục đích chính của mình đó, không phải là tìm đỉnh đó. Khi mà thị trường tăng thì cái mục đích chính khi thị trường tăng là mình không cần tìm đỉnh cổ phiếu nằm ở đâu làm gì, cái mình còn quan tâm nhất cổ phiếu đó đang trong một xu hướng tăng, và cái thứ hai là mình tìm những cái điểm mua, tìm những cái vùng hỗ trợ mình sẽ thiết lập đó, ví dụ như những cái điểm này, những điểm hỗ trợ này, thì mình sẽ kẻ, một là mình sẽ kẻ cái đường hỗ trợ nối cái đáy đi ngang này đó, test lại những vùng này thì mình mua, hoặc là mình sử dụng cái đường trung bình động á, đi EMA20 hoặc EMA10 mình có chia sẻ rồi ha, thì mình sẽ mua ở quanh vùng này đó, và kết hợp thêm với nến với khối lượng để mà tăng cái xác suất thắng lên
Đó là cái điểm chú ý thứ nhất khi mở trong một xu hướng tăng. Đó, thì chủ yếu của mình là khi đã vào xu hướng tăng thì mình cần xác định là mua ở đâu, chứ không cần xác định là không có áp lực về cái việc là phải bán ở đâu hết. Về chiều bán á, thì mình có những cách nào. Một, ví dụ như là lên những cái vùng gọi là đủ cái mục tiêu của mình là lời lỗ, ví dụ như mua đây đặt lỗ mua 20, mua 20 đặt lỗ 18, cắt lỗ 18 thì lên 24 mình có thể chủ động mình chốt lời theo đúng cái tỷ lệ là 21. Đầu tiên là cách chốt lời thứ nhất là theo tỷ lệ lời lỗ là 21. Cách chốt lời thứ hai là mua đây và chốt lời theo cái định giá là công ty chứng khoán sẽ đưa cái mức định giá trung bình của cổ phiếu đó, thì mọi người sẽ chốt lời theo cái định giá của doanh nghiệp. Và cái thứ ba thì có thể chốt lời dựa trên nếu có những cái định cũ hay đó, hoặc là theo những cái mô hình vân vân, thì đó là những cái mà mọi người có thể chú ý và chốt lời. Thì đó là ba cách mà mọi người chốt lời. Còn chủ yếu thì việc chốt lời thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nó còn quan trọng nhất là khi mà xu hướng tăng thì mình cần những điểm mua. Còn trong trường hợp hướng giảm, giả sử như cổ phiếu nó đã vào một xu hướng giảm rồi, mọi người không thoát kịp vị thế, ví dụ như đây là nè ha, à, đây mình bán kịp nè mà nó giảm sâu quá, mình thấy nó bán cực hạn rồi, thấy thấy lực bán cũng cũng biên độ nó đi quá xa rồi, mình có thể chờ một cái nhịp hồi lên đó và test lại những cái vùng này, thì hỗ trợ nó có chất họ biến đổi hỗ trợ thành kháng cự, thì đây là những cái vùng mình thoát hàng. Giả sử như mua ở đây thì có thể lỡ tham gia cái vị thế là ở đây thì mình thoát ở đây, mình hồi lại mình thoát, thì đó là những cái cách mà mình thoát cái vị thế. Tại vì á, quan điểm của mình chia sẻ rất rõ ràng á, mình khi mình đầu tư á, mình chỉ tham gia theo đúng cái xu hướng của một cái cổ phiếu vận động thôi đó, và mua khi mà nó vào trên tăng, thì cái câu mà gọi là cái câu thần chú trong trong giao dịch đó là the trend is friend, đó là xu hướng là bạn á, xu hướng là bạn của nhà đầu tư á. Thì cái việc mà đơn giản nhất là mọi người đầu tư theo theo đúng cái xu hướng của thị trường, thì nó là cái công cụ mà đơn giản và hiệu quả nhất của kênh thị trường hiện tại. Chứ mọi người đi cũng rất nhiều nhà đầu tư là thích, thường thì nhà đầu tư thường sẽ thích là mua đáy bán đỉnh, thì mình khuyên là không nên như vậy. Mình nên tìm đúng cái xu hướng và tìm những cái vùng hỗ trợ nè. À, đúng xu hướng tăng thì tìm hỗ trợ mua, còn trong xu hướng giảm mình đang giữ cái vị thế đi thì mình tìm những cái điểm hồi á quanh những cái vùng kháng cự á mình bán. Thì đơn giản nó rất đơn giản là như vậy thôi đó. Thì tổng kết lại thì mình chia sẻ cái buổi chia sẻ về cách sử dụng hỗ trợ và kháng cự, mình sẽ có 5 ý cần chú ý. Đó là đầu tiên thì nó sẽ là ưu tiên về sử dụng hỗ trợ kháng cự nào nhất, thì mình sẽ ưu tiên là nói đỉnh nói đáy trước ha, rồi sau đó là các đường MA, rồi sau đó là gap, các xu hướng, các tâm lý vân vân đó. Rồi hỗ trợ kháng cự thì nó là một vùng nha, mình nhớ tâm lý là một vùng chứ không xác định nó chỉ là một đường thẳng, để mà tránh những cái điểm mua gọi là mua bán mà nó gọi là mua đỉnh bán đáy, thì hạn chế được cái trường hợp đó. Và cái thứ ba thì nó sẽ đổi vai trò cho nhau, thì vượt đỉnh thì nó sẽ thành vượt kháng cự thì nó thành hỗ trợ, và ngược lại ha, thủng hỗ trợ thì nó thành kháng cự rồi, và những cái lần phản ứng càng nhiều thì hỗ trợ kháng cự nó càng mạnh, và sử dụng phù hợp với xu hướng. Khi đang xu hướng tăng thì tìm những cái vùng hỗ trợ để mà xác định vị thế mua, còn trong xu hướng giảm á thì mọi người tìm những cái vùng cản, vùng kháng cự để mà thao tác và thực hiện cái lệnh bán. Rồi thì đó là những cái nội dung chính mình chia sẻ hôm nay. Rồi ở ở đây thì mình cũng chia sẻ thêm ha, nếu mà anh chị và các bạn nào mà muốn trao đổi và trao đổi trực tiếp với mình thì có thể tham vào Finasat nè, trang của finasat.vn nè, vào một khoản trị và xuống đây thì mọi người có thể đăng ký họ và tên, thông tin cá nhân để lại thông tin cá nhân và đăng ký với mình, đăng ký và gửi thông tin thì bên mình sẽ liên hệ và hỗ trợ, và sau này chúng ta cùng những cái room và trao đổi với nhau đó. Thì đó là những cái nội dung và những cái chia sẻ của mình hôm nay. Thì nếu anh chị và thấy video này hay hữu ích, có thể đăng mà chưa đăng ký kênh thì có thể đăng ký kênh, hoặc là nhấn like, hoặc là để lại những cái ý kiến đóng góp, thì mình sẽ có những cái sản phẩm và những cái buổi chia sẻ nó gọi là nhiều buổi chia sẻ hơn nữa. Rồi
Đến đây thì mình cũng xin là kết thúc cái video về chia sẻ về hỗ trợ và kháng cự tại đây. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.